Hello anh em nha. Chào mừng vì đã tới với channel của mình. Thì lần đầu tiên mình chúc anh em có một cuối tuần vui vẻ nha. Clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad ở dưới khu quân sự này. Nhảy xuống không có súng cả cậu ơi. Không có súng thì chết rồi cậu ơi. Rồi, hôm nay nhảy xuống không có súng. Mình nha. Bắn mình là bạn sai rồi. Bắn mình là bạn sai rồi. Shotgun bạn ơi. Tầm này nó cứ gọi là bá đạo. Ông này được xuống ở bên kia nhảy sang vã mình luôn anh em ạ. Từ từ đã. Nhưng mà bắn mình phát đau đấy. Có M4 ở đây rồi. Kiếm bình máu nữa là hợp lý anh em ạ. Thì anh em đang xem thì đừng quên cho mình một like và comment nha. Nhớ like nhiều một chút đi anh em. Comment ý kiến của anh em nhiều một chút để cho video của mình được đề xuất. Có một ông chạy vào này. Chạy đâu cưng ơi. Hello baby. Từ đã. Phải nước nôi đầy đủ đã. Team này mình mới nốc được hai ông thôi, chắc chắn là vẫn còn thôi. Rồi, nhảy ra. Từ đã. À, ông này vào nhà rồi. Tầng 1 anh em ơi. Đâu rồi? Chạy đâu nhanh vậy? Ui, chạy luôn ra ngoài ạ. À. Anh ơi, nhà bao việc anh ơi. Đâu rồi? Nhà bao việc anh ơi. Mặt kia cái gì? Ui ôi, bên kia đã nhau kìa. Mình mà có máu là mình bơm xong là mình sang mình hốt luôn đấy. Thằng này máu hơi yếu nên là nó cũng gọi là không được gọi là hổ báo cho lắm. Cứ từ từ anh em ạ. Trong này rất đông luôn, cực kỳ là đông luôn chứ không phải là đông nữa. Có ông ở bên nhà kho đây, đây mình công xong ông này luôn này, gần là mình hốt luôn anh em ạ. À đây rồi. Làm cái gì ở đây? Làm cái gì ở đây? Đang lươi lươi ở đây làm cái gì? À có một ông ở bên nhà kho ngó tôi này. Ngó mình là chết ngay bạn. Gạt luôn anh em ơi. Để kiếm ít đồ ít máu. Đây này, mình sang xác sang cái ông nốc này xem có cái gì không này. Rồi bắn nhau ở chỗ giàn giáo kìa. Có gì không? Ui cũng có K98 các thứ tôi chứ chả có gì. Chả có tí máu tí nước nào anh em ạ. Hơi khoai. Có tiếng chân. Có bóng ai đó nhẹ. Ôi ông mình yếu vậy. Gọi là chạm cái chết rồi. Rồi bạn ông này công lên đây rồi. Đồng đội công lên. Đang nấp ở sau cái viền tường kia thôi. Hai ông anh em ơi. Rồi. Hai ông à. Này thì quăng bom. Này thì quăng bom này. Hai ông đều chết luôn. Quăng bom tôi. Ui còn quả nữa này. Ui. Ui vãi cả nồi ạ. Hai ông này đều quăng bom một lúc. Một ông thì quăng được. Còn ông thì rơi ngay xuống chân anh em ạ. Dỗi vãi trưởng. Hai ông gọi là công lên cái là công sai là chết ngay. Có kim tiêm đây rồi. Chọc phát cho phê pha anh em ạ. Mình sẽ từ từ đã xem này còn gì đã. Hết rồi. Mình sẽ công vào nhà C đi. Bây giờ có máu nước đầy đủ rồi. Vào nhà C anh em ơi. Đâu hết rồi không biết. Đây rồi tiếng chân. Trên tầng 2 anh em ơi. Có bóng ngay đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp tim mê say. Đang kè ở chỗ cầu thang. Kè ở chỗ cầu thang hả bạn? Hello anh trai. Kê này. Nhảy xuống ăn mình này. Trời ơi bạn ơi. Kinh nhở. Ông này ông ấy thấy mình bị trúng đạn phát nhảy ra để gọi là hốt ngay anh em ạ. Ghê thực sự. Vẫn còn tiếng chân anh em ơi. Trên này hai ông chứ chả đùa. À đâu quên để bổ trên bên nhà. Còn tiếng chân. Tiếng chân rõ mồn một như thế này cơ mà. Lại ngồi trên tầng 2 à? À. Rồi. Lại kê à? À. Này thì kê tôi này. Này thì kê tôi này. Ui dồi ôi. Kê chỗ nào cũng kê chỗ hở thế. Ui. Không vào nữa. Này không vào này. Ui ôi. Ở đây là cái chỗ quần què. Đông. Chơi bời vậy. Trời ạ. Toàn nhảy vào vã mình rồi. Mình không biết mình đã làm gì sai. Mà mấy ông này cứ lao vào như đúng rồi. Sợ thế không biết. Không có nước luôn anh em ạ. Quấn bằng đét đây. Xem sao ông này có gì. Cũng không còn gì thì. Không có nước. Không có nước rồi. À có tiếng chân nữa công đến rồi. Đây bên này. Có cả trên nhà luôn anh em ạ.
trên nhà này vẫn còn anh em ơi. Có một ông ở trên nóc thì phải. À, ngồi trong góc, ngồi trong góc. Đây rồi, đây rồi. Ngồi trong góc. Hello. Hello bác tài. Trời ơi, ngồi trong góc à. Này, ngồi trong góc này, ông kia nhảy xuống rồi. Công vào đi bạn. Công vào đi bạn. Trời ơi, công vào là sai lầm rồi. Bạn đang nghe bài sai lầm của anh chưa? Nãy có ông nữa vào. Ôi ôi. Ở đây đồng thế. Rồi rồi, ông này bên kia. Đâu rồi? À, chạy vào nhà. Chạy vào nhà này. Không, không. Chỉ có một rồi anh em. Tưởng người chứ. Ủa ôi, trong này đông dã man anh em ạ. Vèo phát 15 kill trong khu quân sự. Đại chiến quân sự rồi anh em. Rồi lên lên đây liếm ít đồ của mấy ông này đã. Ủa ôi, 2 cái x6, 1 x8. Nghe ông này nhặt cho cả cả bản đồ bắn hay sao mà nhặt lắm thế. Đấy, mình lấy một cái x8 nắp vào cây ca. Rồi, ngon rồi. Như này là hợp lý rồi. Combo này là xịn xò con bò rồi. Thơm luôn anh em ạ. Đổi cái tay cầm nữa là hợp lý. Đây, cầm tạm cái tay cầm BD anh em ơi. Ôi, vẫn còn tiếng chân. Rồi, rồi, lại rình rồi. Lại rình. Rồi, ông này ở trên. Lại ngồi rình à, thanh niên cuối cùng à. Hello bác tài. Ngồi rình cái gì. Ôi nhảy làm sao kịp bạn ơi. Đến gọi là giây phút cuối cùng rồi thì bạn không thể nhảy được rồi. Như vậy là vẫn chưa có lìa. Ở trong này là cái chỗ gì nó đông thế. Trời ạ. Dỗi thế nhở. Thôi đi thôi anh em ơi. Ô, ô, có tiếng chân trên nhà. Rồi rồi rồi. Có tiếng chân trên nhà anh em ơi. Có một bàn chân nhỏ nhỏ ạ. Có một bàn chân nặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Ủi ôi thịt bắp kìa. Từ từ đã. Ủi ôi nhìn anh em kìa. Thèm thế. Mình sẽ cho bom lên đây. Lên đây này. Hàng khuyến mãi. Tặng bạn trai nữa. Ủa, chết luôn rồi. Ủi hai cái thính kìa. Ủa ôi. Đi ăn thính luôn anh em ơi. Đi cướp luôn. Vô lý anh em ạ. Mình lên cái thính không có một ai luôn. Không hiểu là ai bắn thính. Bắn hai cái thính mà không. À, cái... à đây rồi. Đây rồi. Nhảy gót. Trời ơi. Tưởng không có ông nào ăn. Hóa ra là có một ông bắn xong ông ấy chạy đi đâu ấy. Mình lượn lên. Sau đó là mình đá qua hai cái thính luôn anh em ạ. Anh em nhặt được cây ốp tận 50 viên. Trời ơi. Thế là cuối cùng có một ông ăn hai cái thính xa xôi thế này. Đứng lại. Tại sao lại không. Cái lúc đấy không cam luôn cái thính đi. Đợi chán chê rồi mới nhảy nhót lên tung tăng để ăn anh em ạ. Thế là chết ngay. Cũng được anh em ạ. Hợp lý rồi đấy. Ui, đổi cái tay cầm. Ui, ông này cũng có gờ đô ra. Ông nghĩ là ông này cũng khá là giàu. Giàu dã man. Ai à, có tiếng chân, có tiếng chân. Rồi, có team đến cướp rồi anh em ơi. Nằm ở đây hả bạn? Tại sao có cái kiểu bắn tới nơi lại nằm vậy? Còn anh em ạ, chưa hết được. Còn anh em ơi, úi dồi ôi, bắn cái gì đấy? Sấy cái xe, úi dồi ôi, mình có ở cái xe đâu mà sấy. Mình có ở cái xe, úi dồi ôi, mình có ở cái xe đâu mà sấy bạn ơi. Rồi, đang bò kìa, bò đi đâu cưng? Bò này, bò đâu rồi ta? Đây rồi, này thì bò. Ôi, này thì mở phải mở trái thì cũng chết hết thôi anh em ơi. Easy. Như vậy là 4 ông. Mấy thanh niên này buồn cười anh em ạ. Không biết đi cướp kiểu gì. Đi cướp thì lao vào luôn đi. Chạy đến gần cái thính xong nằm xuống. Trời ơi, mình chả hiểu mấy ông này đầu nghĩ gì nữa anh em. Cứ như kiểu là mấy ông này nghĩ là cứ nằm xuống là được tàng hình đấy. Dỗi. Dỗi vãi trưởng anh em ạ. Cái kiểu này thì có chết thôi. Nằm xuống là bị động rồi. Ok rồi. Quá giàu rồi anh em. Vào bo thôi. Úi dồi ôi bắn nhau này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi gờ lô ra các thứ này. Trận này gì mà mấy anh dai giàu thế. Nam. Sốc biến anh em ơi. Cái gì vậy.
ông nằm đã ra đi. Gạt luôn anh em ơi. Ui phí thế. Cái ông kia nốc mình cơ không kìm gạt. Bom đây bạn. Rồi đang cống nhau ở đây rồi. Mình sẽ vòng sang bên này để bắt. Bỏ ra sau nhà đúng không? Úi rồi sờ mốc này. Cho bạn khói nết này. Trời ơi sướng mốc nhiều quá. À công nhận mày không tới này. Công mình là sai rồi bạn ơi. Vẫn còn anh em ạ. Ui nhiều tiếng chân thế. Làm cái gì ở đây? Rồi clear luôn. Hợp lý anh em ạ. Trời ạ. Đáng ra là mình ăn hơi được một kill rồi đấy. Ui trên nhà vẫn còn người á. Ôi đậu phộng. Ê anh ơi anh đùa em ạ. À trên nóc à, trên nóc à. Rồi rồi trên nóc. Vẫn còn đang lây hơi ở trên nóc đây. Cộng lên luôn anh em ơi. Giết nhanh để mình còn vào bò nữa chứ. Khó rồi. Lock kê ngay chỗ cửa. À đang. Đang có bằng mép này. Không được rồi, không được rồi. Hơi khoai. À ngồi kê kìa. Ý hí. Thật đúng. Trời ạ à, vướng quá anh em ơi. Từ đã. Bơm phớt đã, bơm phớt đã. Bò này hơi đau rồi. À rồi. Ông này từ từ đã anh em. Mình cứ cho ông này quả nửa. Múa lửa đi cậu. Múa lửa đi bạn ơi. Đâu rồi? À vẫn ngồi kệ. Đậu phộng toàn vướng cái thanh. À rồi xuống à. Toàn vướng cái thanh nàng can anh em ạ. Được rồi. Đẩy luôn anh em ạ. Đẩy xuống à. Đâu rồi? Đẩy xuống rồi đây mà kê này. Này kê này. Mình mệt mỏi mấy bạn quá đấy. Ui vẫn còn tiếng chân bên nhà. Ôi cái gì ở đây? Ôi, ôi sao lại vừa mình vừa mới clear ở bên này sao lại vẫn có một ông ở đây nhở? Vô lý. Chết rồi. Ui bò đầu anh em ơi. Không được rồi. Mà cũng hợp lý rồi, clear rồi, vào bò thôi anh em ơi. Bò về khu cả. Rồi, trên tháp, trên tháp. À, cái đầu. Nào, nói cái đầu ra. Hai thằng cơ anh em ạ. Này thì nhoi cái đầu ra. Ui, sao không vào đầu? Ôi bạn ơi, một viên nữa thôi. Ui dồi ôi, nốc rồi. Thêm một viên nữa. Ui xịt rồi, đậu phộng. Làm một viên nữa bạn ơi. Rồi, gạt luôn anh em ạ. Được mạng nào ta xào luôn mạng đấy. Còn một ông ở bên bên cái chỗ này nữa. Thột mất rồi. Vẫn bằng vã nhau ở đâu đấy. Mình sẽ âm thầm đẩy lên thôi. Mình sẽ mở sang cái nhà kho bên phải này. Đây đây, sang nhà kho bên phải này. Mình nghĩ là sẽ nhìn thấy ông này. Hợp lý luôn anh em ạ. Còn 7 tên nữa. Rồi. Vẫn đang chăm chỉ bắn ai không biết. 7 tên nữa. Nếu mà ăn được 7 tên nữa là 35 kill. Ừ hợp lý nha. Đâu rồi? À đây rồi. Cái đầu. Úi dồi ôi. Một viên ốp là không thấy gọi là đường về luôn anh em ạ. Như vậy là cờ liên tiếp một team ở đây rồi. Đang bắn mấy bọn bên Trung Quốc. Rồi kia kìa. Úi dồi. Có một thằng chạy ở bên bên nhà ba kho. Đây này chạy đi đâu vậy? Chạy đi đâu? Ui sao lại không trúng? Vô lý. Vô lý rồi. Vô lý vãi anh em ơi. Thực sự là hơi vô lý tí thôi. Đây này. Mình sẽ đẩy lên cái đồi này. À ngó này. Một viên. Này ngó này. Hai viên. Ui ngon 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 ngon. Này thì ngó này. Một kill rồi. Úi dồi ôi còn kill nữa thôi. Thế là nóc thêm một thằng nữa rồi. Hợp lý anh em ạ. Từ từ mình sẽ lên cái đồ này. Thôi xong. Thanh niên kia ăn mất của mình rồi. Bạn ơi. Bạn ơi. Đừng làm. Đây người ta gọi là người làm cờ hó hưởng anh em ơi. Ăn mất một kill của mình rồi. Còn một tên. Còn một tên nữa. Ở trong kho. Mình bảo mà. Đợi đậu phộng. Trời ơi. Phí quá anh em ạ. Đáng ra là 32 kill rồi. Mẹ. Đến cái tầm giờ này rồi. Nó vẫn còn KS của mình. Dỗi thực sự anh em ạ.
À, trên trên nhảy xuống à? Rồi, bạn cứ nhảy đi. Bạn cứ nhảy đi. Rồi coi. Chạy bo đúng không? Cái phòng bo của mình nó hơi khốn nạn anh em ạ. Ok rồi, đang chạy kìa. Đang chạy thế này. Ui 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 ui. Ui đừng rơi chứ anh ơi, rơi tầm này là chết em anh ơi. Ui anh ơi, thôi. Thôi, thôi chết mẹ tôi rồi. Thôi xong. Ui vãi cả vòng bo ạ. Thôi. Thế này thì đúng toang mẹ rồi anh em. Trời ơi, team nó còn team nó còn đủ team nữa chứ. Vãi cả nồi, thôi xong rồi nó biết mình trên này rồi. Ui anh em ơi. Chết tôi rồi. Quả này đúng toang cho mình rồi. Nó công lên mà mình không đứng ở trên thì chắc chắn là mình hẹo rồi. Ui bo giật này. Má cái vòng bo, cái chỗ của mình nó khắm thế. Nó công lên là chết mình rồi. Anh ơi đừng công anh ơi. Em xin là anh em cắn rơm cắn cỏ em lại anh. Vòng bo của em đã khốn nạn rồi. Ui nó công lên rồi. Thôi xong rồi. Ui. Ui là còn mắc chứ. Ui. Cái định mệnh. Vai cả nồi ạ. À. Thôi xong rồi. Ui nó đứng trên đầu này. Nó của tên này. Chết tôi rồi. Ui mình ngoài bo mất rồi. Vai nổi anh em ơi, cay thế. Trời ơi bây giờ điếu làm gì được rồi. Chỗ này có nhảy lên không? Ui không được rồi. Ui chết tôi rồi. Giờ sao giờ? Mình ngoài bo rồi. Hết cách rồi anh em ơi. Ui không nhảy được. Thôi xong. Má thằng cái outside play zone kìa. Thôi xong đó. Đừng anh ơi thôi. Vai cả nồi ạ. Ui vòng bo khốn nạn anh em ơi. Đáng ra là có cái top 1 34 kill. Định mệnh. Cay thế nhở. Dỗi vãi nồi anh em ơi. Mẹ. Ui 4k8 đàm ạ. Quá đèn anh em ơi. Thôi thế này mình cũng chịu hỏi. Vòng bo đấy thì mình chịu anh em ạ. Anh em đừng quên bấm cho mình một like và đăng ký kênh nha. Anh em những clip tiếp theo. Bye bye.